Bóng ba. Ra. Hiện tại hôm qua tôi đang treo là Zaha ở một thẻ LOL. Thì hiện tại đã về rồi anh em ạ. Đã về rồi. Con Dobia này của Vio tặng nhưng mà thật sự chưa mắc được. Vẫn 235 thì vẫn có một thằng nó đặt. Cày chưa? Số tiền á. Xong bắt đầu anh em mình build team nhá. Thẻ BB này. Đấy, cứ nhận quả thẻ BB trước á. Đã mua về được Zaha thì mấy chỗ này chắc là bán đi nhở. Ha, mình đập ra. Đấy, hiện tại là Noir của tôi nâng cấp của Noir xem nào. Đây rồi, tôi lên cộng 3 rồi anh em ơi. Cua độ được á nhở. Cua độ mình sẽ đắm một nào thì hợp lý anh em nhở. 55 này. 700. Ok, MC được anh em ơi. Chắc chưa quả MC là được này. Tỷ 8 CM. Thằng này đáo CDM nhỉ. Hợp lý anh em ơi. Quả Canaviga thay Moric được. Tôi cho Moric nhót. Canaviga 1 tỷ 8. Hiện tại bây giờ thằng tiền đạo của tôi là Clivert vẫn còn ngon. Nó vẫn còn ổn. Đấy. Tôi vừa bổ sung thêm Zaha cộng 5 nữa. Yo, thì ngay trận đầu anh em ơi. Ok, đang ở thế giới 3 rồi. Thắng từ bán chuyên lên thế giới luôn. Mới thua có 3 game thôi. Nó chuyển đây này. Để Boe. Hiện tại là vừa nâng cấp được quả Neuer. Neuer lên cộng 3. Với là bổ sung thêm một thằng hai thằng LB cả RB nữa. Ui. Bình tĩnh xem nào. Mấy thằng này tôi lo được mà. Mấy thằng thế giới tôi lo được mà. Mấy thằng này tôi lo được mà. Mấy thằng thế giới tôi lo được mà. Lo được nhưng mà là lo lắng nhá. Không sao. Chấp trước đối thủ hai bàn đá cho cân. Chấp trước đối thủ đá hai bàn đá cho cân. Ôi, quả thế giới này. Không qua nổi luôn đấy. Nào Zaha nào. 80. Thời gian là còn nhiều. Tám hai. Ông vua Faker Time. Đấy, họ ta gánh được mà. Ông vua Faker Time là đây này. Định nghĩa ông vua Faker Time nha. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Ông vua Faker Time bảo rồi mà. Clivert. Ôi, cái gì khó có Clivert. Tôi giữ lại một điểm anh em ạ. Giữ lại một điểm. Nhìn khóc luôn ấy, nhìn cái đuôi này kiểu khóc luôn ấy. Lại nữa chọc trôi. Trở lại. Gồ nếu biết gì đâu luôn. Ben. Chọc tải Ben đâu. Tôi phải cho tầng Clivert này lên đường thôi. Nó không còn phù hợp với cả tôi nữa rồi anh em ạ. Không còn phù hợp nữa rồi. Thật sự luôn đấy. Kai Havertz. Cậu Kai à. Được anh nha. Cậu Kai được nha. Cậu Kai được. Nkunku ấy. Nkunku ấy được không anh em. Nkunku đã hết tay luôn này. Nkunku ấy. 5 sao kỹ thuật. Được luôn. Ngon hơn hẳn Basic Clivert luôn. Thôi được rồi. Không thể khác được. Clivert phải cút luôn rồi. Tôi đang nghĩ ra một cái hình phạt nó hợp lý một tí. Nếu mà không thắng trận này thì làm sao nhỉ. Em thử nghĩ ra hình phạt đi. Nếu mà không thắng trận này. 50 cái mỏi tay quá nhở. Mà tôi không sao. 20 cái nhá. Tin chuẩn 20 cái. Đùa tấn công như thế đến tận gỗ rồi không ghi được bàn. Nào em cũng cùi. Yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's mine.
Nói chung là cái bàn thắng này ấy, đấy là lời cảnh báo đến tất cả các trường khi tham gia cái giải SoMax cười chay sắp tới. Lời cảnh báo luôn nha, lời cảnh báo. Ơ nhưng mà phụ huynh của cháu Canaviga đâu nhỉ? Đùa, phụ huynh của cháu Canaviga đâu ta? Trời ơi, em quân cu kia. Đây người ta gọi là gì? Góc lần đi đúng không? Đúng góc lần đi luôn mà. Info phải 5 triệu, nói chung là cứ qua cái QR code là có info đấy. Cứ qua QR code có info liền. Có info liền cho anh em. Bóng ba. Bóng ba. Ôi. Pogba, đây là bàn thắng ND lần thứ hai. Lần thứ hai của Pogba trong cái series này. Ui. Lực thật sự luôn đấy. Mấy ai dùng Pogba mà cộng 1 sút ND ghi bàn từ xa, từ khoảng cách đâu đó khoảng tầm 30 mét. Sau cái màn thể hiện của Pogba ở trong cái 4 tập vừa rồi ấy, thì tôi nghĩ là bản hợp đồng hết series đấy. Ghê chứ hả? Welcome luôn mà. Đấy. Em welcome luôn. Thật sự tin chuẩn là như vậy. Canaviga. Đánh đầu nhá. Canaviga. Ui, xứng đáng từng xu các bạc luôn. Rồi nhót rồi, hai đều. Hai. Yeah. Vẫn còn à? Vẫn còn. Vẫn còn anh em ơi. Vẫn còn. Đi rồi. Ra. Ra ha. Sợi ơi. Full VTR cộng 8. Như nào ta? Tôi đang không biết tấn công cái tình huống này như nào. Mình có chuyển tạm đây nhỉ? Enkunku. Đây. Đúng có hàng tôi mở ra. Enkunku. God này, God này. Chuyển lại này. Sunny. Ra Hà ngạo nghễ. Mồn rồi đại vương ơi, Ra Hà chân trái nó kém quá. Enkunku. Mỏi tay thật sự. Ui. Đó. Xời. Ui. Kịch tính đấy. Ui. Elo cao thế nhờ. Ui. Em chụp ảnh cho tôi nhá. Chụp ảnh bộ group cho tôi. Khả năng là khó tôi đấy. Giờ này xin phép em tập trung cao độ. Xin phép em. Xin phép anh em. Ui. Đảo kìa. Chạy.
Nkunku. Ủa con này mà lên cộng 5 thì nó không hiểu đá thế nào nhờ. Hay thật sự luôn đấy. Nhưng mà nó chạy điên quá. Senitera nè. Không phải là tất cả nha. Thì West Wiscan, Wiscan không vào được á. Bực cái Wiscan này thế nhở. Seritera. Ui. Sao toàn gặp quái vật vậy. Ô quả này thăng hạng gặp đúng quả tinh anh luôn ạ. Ui. Xúc quả khéo thế nhở. Ra ha kìa. Giật lại một nhịp chớ luôn. Chớ luôn cả hậu vệ nó thủ môn. Ui. Trận đấu của căng nhất mà từ lúc tôi leo danh đến giờ ấy. Thật sự là căng. Lại thách đấu nữa. Lắm thách đấu vậy. Ui. Hai tắc bóng ghê đấy.